Thưa quý vị, liên quan đến các hoạt động đòi nợ thuê, các công ty tài chính có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Sáng nay, lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã phong tỏa đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, khám xét trụ sở chính của công ty tài chính F88. Cho đến chiều hôm nay, thì tầng 7, tầng 8 của một tòa văn phòng trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp vẫn đang được cơ quan chức năng phong tỏa để điều tra. Theo thông tin ban đầu, thì công ty tài chính F88 được thành lập vào năm 2013, chuyên cho vay tiền với hàng trăm chi nhánh trên khắp cả nước, có đội ngũ thu hồi nợ với hàng trăm nhân viên. Trong thời gian qua, trong quá trình hoạt động đã đe dọa người vay trong khi thu hồi nợ và có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản. Hiện nay, lực lượng chức năng vẫn đang điều tra làm rõ.